Sau phần sông đốc chi nhánh quận nhất, sau phần sông đốc không là bác bộ liên hoan quyền của cái này là tới mình con nè. Chúng ta đang đến với một tiết mục minh chứng khá ấn tượng và độc đáo, đó là song thi của chi nhánh quận nhất. Sau tiết mục song thi sẽ là phần song thi của chi nhánh quận nhất, chuẩn bị. Tiếp theo là bác bộ liên hoa quyền của chi nhánh Bình Tân và lục liên đại đao của chi nhánh Bình Tân.